Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Và trong video ngày hôm nay em lại lên sóng lại với các anh em một sản phẩm, gọi là một siêu phẩm. Cách đây khoảng 2 năm về trước, chúng em có làm kinh doanh và phân phối mã này ra thị trường với cái bản loa siêu trầm đến từ thương hiệu B3 model 717. Với dòng này thì các anh em thấy cách đây khoảng 2 năm về trước chúng em bán và làm video rất là nhiều, với số lượng ra thị trường cực kỳ nhiều. Mẫu này tiếng rất là hay nhá, tiếng cực kỳ hay, bắt đánh sâu chắc uy lực. Nhưng vì một vài cái lý do đến thời điểm mà nó đã vắng bóng hoàn toàn trên thị trường, và đến ngày hôm nay chúng em lại tiếp tục đưa em nó quay trở lại để các anh em có thể sở hữu được cái mẫu loa trầm như thế này. Về khuôn dáng của nó thì các anh em có thể biết là cái form dáng của nó thì sâu vào khoảng độ 40 và ngang sẽ rơi khoảng độ 40, ngang 40, sâu 40 và bát 30 nằm ở mặt trước. Bát này là bát mặt trước và bảo vệ cái tấm e căng rất là khỏe ở đây và lâu thông hơn trước. Đồng thời là con này sẽ được bảo vệ hoàn toàn tuyệt đối, có nghĩa là các anh em dùng yên tâm, không lo vấn đề chuột nó chui vào trong làm ổ và cắn dây. Bốn chân cao su, đế cao su rất là khỏe chắc chắn. Con này phải nói là nó thiên về dạng khỏe nồi đồng cuối đá đây. Màu sơn đen sần. Mặt đằng sau của nó thì có nhôm tản nhiệt và các đường đưa vào như là in cam nông này, in cam nông này, và volume cắt cốt đảo pha và in hoa sen, in 211 put model 717 của B3, chạy điện 220. Phiên bản này em quay trở lại các anh em là sẽ cho em nghe thử cái chất âm của nó, và mẫu này sẽ bắt đầu quay trở lại để phục vụ các anh em. Giá của mẫu này thì xin chốt luôn giá các anh em là 3.800.000 đồng. Với cái mức 3.800.000 đồng thì xin mời các anh em nghe thử cái chất âm để chúng ta có được một cái kiểm âm tốt hơn, cũng như là khẳng định luôn là nó luôn luôn là sản phẩm siêu phẩm về dòng loa trầm B3 717. Một mã rất là thành công tại thời điểm cách đây 2 năm về trước mà bên chúng em đã từng phân phối cái mẫu này. Hôm nay sẽ quay trở lại. Quá tuyệt vời phải không ạ? Tắt súp đi để các anh em nghe thử đây. Em sẽ tắt ở đây. Đó. Thì xin mời qua số nhà 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, hoặc là liên hệ cho em theo số hotline công ty hiển thị trên màn hình điện thoại hoặc TV, laptop, máy tính các anh em có thể gọi trực tiếp, chúng em tư vấn trực tiếp. Với mẫu B3 717 hàng chính hãng, bát 30, một dòng huyền thoại đã quay trở lại để phục vụ các anh em trong khoảng thời gian này. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.